Bà nuôi họ giờ là còn cả 100 con luôn. Nuôi họ 2-3 năm bữa trước. 100 con mèo? Cả 100 con mèo luôn, mà nuôi con nào lớn chạy ra là nó bắt chạy ra. Tự nhiên người ta đem mèo ta đỡ trước cửa, trước nhà. Phải mèo mà nuôi miết cái giờ rồi thì xuống chợ thấy nó bỏ dưới chợ lang thang thương nó đem về nuôi. À. Dễ ghét ha. Đây. À nè, tối nào bè cũng uống một bịch nước nè, thấy chưa? Đó. Chúng thơ ghẻ. Trời ơi. Bữa nào cũng đó, đó, thông cảm nha. Mà chủ đất người ta đòi dỡ đi nè, đi mướn nhà khác ở nè. Đó. Dạ. Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Và ở dưới một cái thành phố phát triển du lịch và nhộn nhịp như thế này, thì ở tại cái con đường lớn này có một cái chòi nhỏ nhỏ của một bà cụ đang sống ở đó. Và được sự chia sẻ của khán giả, vì vậy mà Nhân mới biết được một cái chòi nằm ở giữa lòng thành phố như thế này cả nhà. Và ngày hôm nay thì Nhân quyết định là Nhân đến đây để mà tìm hiểu câu chuyện về một bà cụ đang sống ở giữa lòng thành phố trong một cái căn chòi rất là lụp xụp và đáng thương như vậy. Thì bây giờ để biết được trường hợp về hoàn cảnh của bà như thế nào, mời cả nhà hãy cùng với Nhân để đi tìm hiểu về cái câu chuyện này nha. Nhân thấy hiện tại hình như bà đang dựng một cái gì á. Con chào bà. Con đi ngang qua, con thấy bà đang dựng cái gì đây. Con thấy lạ quá. Vậy hả? Đêm hôm sao tự nhiên bà làm cái gì này? Bà không có chỗ ở, bà phải dựng đây bà ngủ. Ủa vậy hả? Con có thể giúp được cái gì cho bà không? Bà giúp gì lên sao chỗ giúp được. Dạ, có nghĩa là không. Bà đi kiếm chỗ ở không ra đây nè. Thương mấy con mèo mà mướn nhà người ta không cho ở. Vì sao mà người ta không cho bà? Ta sợ hôi nhà người ta. À, người ta sợ hôi nhà à? Đúng vậy, cho nên bà phải lên thang, bà thương nó, bà bỏ không đành. Bà bỏ không đành ha? Ừ. Mấy bữa nhiều lắm mà nó, mấy bữa ở trong lô đất kìa. Dạ. Nó xây dựng nhà cửa cái ra cái mất hết mấy chục con mèo lớn vậy nè. Dạ. Nó chạy mất hết à? À, mèo nó chạy mất hết rồi hả bà? Không có, nó cẩu tật nó bắt. Ủa thế à? Nó bắt nó bén á, biết chưa? Ui, ghê thế. Mèo bây giờ nó ăn thịt mèo vậy đó. Dạ. Ừ. Con vậy thì bà có tiện chia sẻ và nói chuyện với con xíu được không? Thì cứ ngồi đây đi. Thôi bà cứ ngồi đi, con ngồi dưới này cũng ngồi được. Đây ngồi đây không khéo. Ngồi đây nói chơi cho nhân, ngồi nhân thấy bà cột cái cây. Hả? À. Con gắn cái này lên được không? Cái này là cái mít. Con quay cái đèn chỗ khác để chói quá. Không kẹp rồi, nha. Rồi được rồi bà. Ở đâu mà bây giờ tới đây để hỏi thăm bà cho. Con đi. Lẹ hả? Con ở đây mà. Ở đây ở đâu? Bà không biết con hả? Không. Bữa trước có một người vậy nhưng mà kêu nó đi đâu mất hồn. Có đó. Một người như vậy kêu như nó. Vậy. Nó mà đi đâu quay phim bè như vậy. À. Rồi lên mạng. Nhưng mà không có giúp bè gì hết đấy. Bà cũng cởi hoàn cảnh bà mướn nhà nhưng mà người ta không cho ở. Dạ. Chứ không phải là bà không mướn nhà được. Hiểu chưa? Có nghĩa là bà vẫn có kinh tế để bà mướn nhà cho đúng mấy con vậy. Mèo ở. Đúng. Nhưng mà người ta không cho. Người ta không cho. Bà thương mấy con mèo quá ha. Bà thương mấy con mèo, bà nuôi họ giờ là còn cả 100 con luôn. Nuôi họ 2-3 năm bữa trước. 100 con mèo? Cả 100 con mèo luôn, mà nuôi con nào lớn chạy ra là nó bắt, chạy ra là bắt. Trời. Bây giờ ở đây lang thang không giữ là chó cắn. À, vậy thì xíu nữa là con với bà sẽ nói về câu chuyện về mèo sau. Giờ con hỏi bà một xíu về cuộc sống xíu ngang. Bà tên gì? Trần Thị Thu. Năm nay bà được bao nhiêu? Dạ, 72 tuổi. Dạ, bà 72. Tuổi Nhâm Thìn, 72 tuổi. Dạ. Đó. Vậy thì trước kia là bà sống ở đâu mà bây giờ bà lại dựng chòi bà ở? Nếu mà có sự tích của bà thì là dài lắm. Một dạ. Câu chuyện luôn nhưng mà không có thời gian. Bà sợ thôi qua tóm tắt thôi. À, nếu có điều kiện cháu tới đây, đây con gái hơn trai. Dạ con trai. Tuổi nãy giờ tuổi con gái. Dạ. Nếu
cháu mà thương bè thì điều kiện tới đây bè sẽ nói hết ý nghĩa của bè. Vậy là bữa nào con sẽ quay trở lại vào sau quê thôi nghe. Họ chỉ là cha mẹ bè ở dưới trục á. Dạ. Biết dưới trục không? Bây giờ xây kiện đó. Dạ. Ngày xưa cha của mẹ bè là ở xứ Tu Bông. Bắt đầu đi lính vô trục á. Cái gặp mẹ của bè. Mà lúc đó mẹ bè có 18 tuổi rồi, ông cha 23 tuổi. Dạ. Ông đi lính, ông đóng quân ở đó, cái ông thấy mẹ của bè ông thương. Bắt đầu mẹ bè không chịu. Cái ông về ông ngoại bà ngoại của mẹ bè kêu ông cố bà cố á. Dạ. Thì khóc quá trời luôn. Nói là thương mẹ mà sao tại sao mẹ không thương lại. Cái bắt đầu ông cố bà cố mới nói thôi thương nói ơn nói. Cuối cùng ơn mới để lòi bà ra. Dạ. Hiểu chưa? Mà dạ. Ở chục luôn đáng lẽ dân túi xấu tu bông á. Dạ dạ. Lúc đó bè 17 tuổi đó, nhiều người thương lắm nhưng mà không biết sao số kiếp sao bà theo cách mạng. Bà đi thuốc lên 17 tuổi á. 8 năm sau bà mới quay về. Hiểu chưa? Đó. Nhưng mà số phận của bà vô duyên, bà gặp mấy cái ông bộ đội cán bộ trên đó bà thương mà cuối cùng gian dở. Mấy ông đó, ổng có vợ, có đồ hết, ổng gạt. Đó. Có nghĩa rằng là lúc trước là bà, cái nhà bà ở gần đây nè. Đúng. Xong rồi bà bán cái nhà rồi. Đúng. Là để lấy cái tiền đó để mình phục để vụ. Để sinh sống mà. Mình sinh sống. Rồi bắt đầu là có tiền đó mua đồ ăn cho mèo. Thương nuôi mèo ghê ha. Nuôi 100 con mèo luôn. Vậy thì những cái chú mèo này là bà sinh từ đâu? Hả? Những cái chú mèo này bà sinh từ đâu? Không phải sinh, có người á, ta thấy mình nuôi mèo, người ta tạo ta cho. Còn có nó lang thang, nó bỏ dưới chợ, dưới đồ, bà thấy thương, bà đem, bà nuôi. Lúc đó còn có nhà, xong đi ra đây không có nhà nữa. Bà đi kiếm đất mua mà nghĩa địa không, bà sợ bà không ở. Bà mà cũng sợ ma nữa hả? Sợ, nghĩa địa nhiều quá, bà sợ. Rồi hồi xưa bà không ở cái bà... Bà đã từng thấy ma chưa mà bà sợ? Thấy rồi, bị rồi. Bà thấy hồi nào? Họ ở quầy bên đó. Bị rồi. Nó nhập vô người sống đó, nó quậy mình, không biết chưa? Ghê thế à? Ừ. Dạ. Đó, tôi vô đây đỡ không thấy đẹp hả con? Trời ơi. Vậy thì cái... Bà bắt đầu từ cái việc mà nuôi mèo là khoảng mấy năm rồi? Cái nhà bà chỗ cái gần cuối đường này nha. Dạ. Nhà 2 tầng. Wow. Mà dán thì dán ép. Đó, lốt dán ép. Nhưng mà nó xuống cấp, bà không có tiền tu bổ. Thế bà bán luôn? Bà bán luôn, tại vì hai tầng mà trên tôn cũ quá nó dột, rồi dán ép nó dập, để cho. Cái rồi bà không có tiền, rồi bà lớn tuổi nữa, bà leo lên leo xuống không có nổi. Rồi biết sao không, lúc đó bà chưa có nghĩ bán đâu. Dạ. Tại vì là đang thờ Phật, bà thờ Phật ở trên gác á, để cho. Dạ, thờ dạ. Phật độ tu đồ dữ, vậy chính vậy mới làm phước, mới thương nó nè. Dạ. Không những mèo mà chó nữa kìa. Nhưng mà không biết sao lúc trước kia là thương chó không có biết thương mèo. Rồi bắt đầu cái thằng trên đây nè, nó thờ bà mẫu. Thờ mẫu, dạ. Nó quen biết bà. Cái nó đi đâu, nó ưa đi chùa đi đồ, cái nó gặp mèo mà người ta thẻ quen, mèo bày nhỏ nhỏ, chút chút vậy nè. Người ta không nuôi, ta bỏ quầy rồi cái thùng rác thùng đồ. Nó thấy tội, nó đem về nó bỏ trước nhà bà. Hết bỏ ở trước rồi, hai đường nè, đường này hai đường, dạ. Biết chưa? Phía trước đây Bùi Hiệp Bích, phía sau một đường hiểm phía sau nữa. Wow. Hết đã bỏ trước nhà phía trước, một ổ mèo. Sau đó nó thấy đâu nó cũng đem về bỏ phía sau nữa. Cái bắt đầu từ đó bà thương nó, nhỏ bà mua sữa, mua đồ, bà nuôi miếng, nuôi miếng kia. Tự nhiên người ta đem mèo ta đỡ trước cửa, trước nhà. Phải mèo mà nuôi miết cái giờ rồi xuống chợ thấy nó bỏ dưới chợ lang thang thương nó đem về nuôi. Dạ. Nuôi trong nhà, biết chưa? Nhưng mà không có ai mà chịu đựng được đâu, thương nó vậy mà nuôi nó lớn hôm nào chạy ra người ta bắt mắt. Trời đất ơi. Chống thông 100 con mèo không có chỗ ở. Bè nói thiệt á, bè ước có chỗ không cần sang trọng, một chút đất thôi. Dạ. Chút rẫy ở đông được. Dạ. Để mày chi lên một chút để bà nuôi nó cho nó có chỗ nó núp. Hiểu chưa? Vậy là
mấy năm nay bà đi tìm một cái miếng đất rẻ rẻ ở xa xa bà đúng dẫn... rồi mua hai chỗ mà nghĩa địa chồng phát hiện ra nghĩa địa bà không được rồi sợ bà bán lại không thứ nhất là ở trong Hồng Ngơ biết không dạ biết nghĩa địa đó là coi như thánh giá của Thiên Chúa giáo á chồng cất nhà xong bà phát hiện ra bà sợ quá bà mới vô chùa sư thầy chùa Ngọc Trang biết không dạ phụng củi á chỗ phụng củi á thượng tọa sư tu tại vì họ về tu đó thời quy y tam bảo ở trong đó thượng tọa đó quy y cho bà thì bà cũng vô báo rằng là mua lỡ rồi mua xong cất rồi mà biết nghĩa địa hiểu chưa dạ đáng lẽ cái nhà đó về đây là ở ngon rồi dạ phải được được chi mà cái nhà đó về đây là ở một mình thoải mái thôi 60 mét vuông rồi dạ cấp 4 bà đi đâu cũng mang mèo theo cũng chuồng mèo á ở cái chuồng cũng còn nè đi đâu là cũng mang hết tất cả mèo theo hết đem mèo đem chuồng đồ luôn nó làm chuồng sẵn dạ ý sao không mà khổ ngày nào cũng đi chợ mà trong đó chợ không có chợ chợ tập trung như ngoài đây chợ lễ cái bè cái chạy xe đạp ra ngoài đây mua cá đồ dồn đó cuối cùng ở 4 tháng phát hiện nghĩa địa Thiên Chúa giáo cái bè vô mới trình bày với thượng tọa là con mua nhà xong con mới phát hiện thánh giá một không còn sợ quá cái ổng kêu ổng thượng tọa mà ổng nói chứ ổng không nói bán nói gì không đó ổng nói đi đừng ở đó tại vì nói toàn là nghĩa địa đạo không nghĩa địa kiên cố lắm mà thanh giá không biểu ba lần vậy á đi đừng ở đó không phải thế giới của mình hiểu không là ai nói với bà thượng sư thầy thượng tọa đó thượng tọa chùa Ngọc Trang á dạ. Tại vì quy y tên bảo ổng quy y cho bà mà dạ. Bà đã từng tu vô Sài Gòn nhập thất rồi mười khóa Sài Gòn nhập thất từ chùa Hoàng Pháp rồi dạ dạ cho nên ổng biết bà cũng có công tu chứ không có tu là không có từ bi thương hoặc này đâu nghe chưa có người ta biểu đừng có nuôi nữa đó dạ, nuôi dạ. Khổ về rồi đó nhưng bà cái kiếp của bà như vậy nghiệp của bà như vậy bà mắc nợ nó bà phải trả vậy thì chỗ thứ hai là bà ở đâu nha yeah, xong xuôi chỗ thứ hai mua trên đất Lập chỗ nhà mới sợ á Vĩnh Phương dạ rồi mua xong cái mấy đứa người bạn á lên tìm phát hiện thấy có nghĩa địa nữa cái bà sợ bà không dám lên luôn ở mà bà đã quy Phật mà sao bà còn sợ ma cho bà bị quậy rồi bà sợ tại sao biết sao không sao bà luật Phật mình yếu luật ma nó mạnh mà ở gần nghĩa địa Thiên Chúa giáo là nó bắt mình theo nó hiểu chưa biết không con dạ con không biết không luật của mình phải, phải theo Phật phải tu Phật phải ở gần Phật nó nở mua nghĩa địa la gì chùa rồi sợ chết lang thang mai nè tự vậy bè chồng con bè không có có chồng nhưng mà không nuôi được con cũng không nuôi được chết rồi hiểu chưa là trước kia là bà có chồng và có con nhưng mà họ mất hết rồi tự vì nói sao quê là đi đi cách mạng về yêu ông này ông kia cuối cùng không được rồi mới gặp một ông rồi có con dạ. Nhưng mà không ngờ ổng nhậu quá ổng bị ném phổi ổng chết rồi ủa nhậu mà sao ném phổi ổng mà ổng nghiêng quá ổng ném phổi ổng bệnh chết rồi dạ mà ông đó ổng người Quế còn bè người Nha Trang ổng chết rồi cái xong cái ổng về quê ổng chết ở ngoài đó dòng họ ổng chôn ở ngoài đó rồi bè lang thang giống như ông này bè không có chỗ nào nghĩa địa hết bè lo mua nghĩa địa về chùa cầu nhiều cõi Phật rồi nhưng mà bây giờ vẫn còn khổ là không có chỗ nào yên đang lang thang còn bán cái nhà đó vừa ra khỏi nhà thì đó nói nãy giờ cháu hiểu rồi á mua chỗ hai chỗ mà nghĩa địa không bè không dám ở bè sợ tại vì mua đất rẫy nó rẻ dạ thí dụ nha ở đây đất mắc lắm mua không nở dạ ví dụ ở trên đất Lộc á là 500 triệu thơ là có một lô 100 mét vuông rồi dạ ví dụ 500 vô ngơ cũng có cái nhà ở rồi hiểu dạ. chưa dạ. Nhưng mà ở đây á là 500 không mua được nên bà phải đi mấy chỗ đó không ngờ mình không biết vô nghĩa địa không à cuối cùng những cái chỗ đó là bà bán lại được hết chưa bán được có 1 lô còn 1 lô không ai mua à chút đó trong Vĩnh Phương đó ha
Trời đất ơi. Trước đó mà nhờ mấy đứa nó bén dùm mà không ai mua. Nó lên nó dồn xong nó đi rồi. Tại chỗ đó giờ đang phát triển dân lên rồi mà. Ngày xưa chỗ đó là rẫy. Biết cái chỗ đó gần cái chỗ đi lên cây số. Nhưng bà nghĩ bây giờ thôi, giờ bà về rồi không có ai mà lên họ xe anh em rồi. Em nó bán nó vô ngớ rồi, còn ở đây không có ai. Bữa giờ bà nhờ bà ở quen người thân ở đây người ta biết, thành ra ở tấp đại vậy đi. Bà tấp cái lều này bao lâu rồi? Mới đã mấy tháng hả? Mấy tháng nay rồi? Mấy tháng trước bà mướn nhà trong kia. Dạ. Cái họ lấy nhà cái bà ra đây. À, hiểu chưa? Do anh chú Mẹo làm hôi nhà phải không? Vì sao? Đó, bỏ nó chạy ra ngoài đây ngoài đường á thì chó cắn, nghĩa là người ta bắt. Còn cái chỗ đây á là nhà kho vật liệu. Dạ. Người ta không muốn mình ở nữa nhưng mà lén tắt đại à, hiểu chưa? À, cái kho. Vậy là bây giờ bà đang gá cái này lên để che cho tụi nó. Rồi sáng mai bà dỡ ra hả? Bà cũng ngủ luôn. Ủa? Bà ngủ nó núp đây luôn. Còn cái chòi kia? Cái chòi đó thì nóng. Có một số ở trẩm. Số mèo con nhốt trọng. Trời ơi. Ừ. Còn bà ngủ đây. Là tối á, là bà sẽ gá cái này lên. Rồi giữa, tấm giữa kia. Tấm giữa bà che lên. Đúng. Không có xeo hết. À mưa là nó không có bị tạt. Không có bị gì hết á. Bà che kín hơn. Có cái mái tôn ló này chút nè. Ờ, không xeo. Trời ơi. Che gì đâu, bị nhựa là bữa mấy bữa trời mưa đâu xeo đâu. Vẫn ở thí. Thì tối cái bà ngủ đây. Ngủ đây luôn. Rồi mấy mèo qua nó thấy nó lạnh nó núp đây luôn, rồi nó núp chỗ kia luôn. Mèo vậy là mèo con đồ cũng xong. Cuộc đời của bà là tính là phải vay hơn cả trăm con mèo rồi. Đúng vậy. Dạ, hồi cái nhà cũ tới giờ. Nó cái thằng đó tự nhiên nó đem mèo nó đổ trước nhà bà mà nó không có cho được đồng xu nào mua gạo mua đồ nuôi nó. Bà thương nó, bà phải mua sữa mua đồ gì cho nó uống lúc nó còn nhỏ như vậy nè. Bây giờ còn khoảng bao nhiêu con bà? Bây giờ mèo mẹ mèo con cũng gần 20 con. À, tính tổng hết rồi trước giờ là hơn 100 nhưng mà bị người ta bị nó bắt hết rồi cả nhà. Bị nó bắt hết rồi. Nó, chó cắn nó bắt nữa. Có khi nào có những chú mèo họ nó tự bỏ đi không bà? Nó có con nó còn bỏ đi theo cái rồi có con mới đi á. À. À, nhưng mà ít. Mấy bữa bà ở đây là có bè nó ở đây nó ăn cơm. Được chưa? Mấy bữa trong cái lô đất kia kín à mà nó cất nhà nó đuổi bà ra đó cái lô chỗ đây nè. Dạ thì đúng rồi, đất của người ta mà. Đất người ta, ta đuổi quá à. Nó cất nhà nó đuổi ra mất mấy chục con mèo luôn á. Dạ. Mèo lớn như đây nè. Mà đó, tính ra là số phận của bà không có chồng không có con nhưng mà cũng còn một xíu may mắn là hồi đó là bà có một cái nhà và bà bán và đúng. Bây giờ bà để tiết kiệm để bà dưỡng già và bà lo cho những chú mèo cũng đó, còn hơn nữa cả nhà. Ý nghĩa nó như vậy chứ đó. Chứ còn nếu như mà không có được cái nhà ở đây để mà bán thì không biết là bà không bà có tiền. Bà sẽ lang thang như thế nào. Giờ bà dắt con đi tham quan cái lều của bà được xíu được không? Tham quan sợ cháu chơi. Không, con với bà đi chụp hình à? Dạ không, đi tham không, quan. Không ở ngoài đây thôi, chứ vô đây là không có chỗ đường đi nữa. Biết sao? Mấy chủ đất nó đòi đuổi bà đi nè. Mà bà chưa kiếm chỗ được bà đi á. Hiểu chưa? Nó biểu dọn đi nè. Còn đây nó cũng biểu dọn đi nè. Dạ thì đúng rồi, tại vì trước nhà của người ta. Đúng vậy. Dạ. Nhưng mà bà lén bữa giờ bà buồn quá, bà chưa biết chỗ nào đi thành bà lén bà cột để bà ngủ nè. Trời. Em mượn con em kêu nó coi chỗ nào có bán đất rẻ. Thôi mua chút chia chi cái chòi ở không được mà bữa giờ nó nín thân à, nó mất đi làm. Con hỏi bà con ở đây là nhà phía trước này có phải em ruột của bà không? Sao biết hay vậy? Trời ơi, con cái gì con chẳng biết. Đúng không? Em ruột của bà ha? Đúng rồi, sao? Dạ đâu có sao đâu. Vậy, cho nên là bà mới về đây gần để cho có đúng chị vậy. Thành ra dân ở đây ta biết có trẻ em, thành ra người ta không có đuổi, không có nói á. Dân đây nè, hiểu chưa? Có số cũng bè con á. Hay vậy cũng. Thôi đi bà. Bà dắt con thăm cái chỗ này một xíu em. Đi. Ở đây, không kém nha. Không sao bà ơi. Đây mèo này nha cả nhà. Đây những chú mèo con dễ thương. Bà 72 tuổi rồi. Bà sắp sửa nghẻ rồi, biết đây. Chưa? Đó. Dễ ghét ha. Đây. Nè, tối nào bà cũng uống một bịch nước nè, thấy chưa? Đó. Dạ. Chúng thơ nghẻ.
bữa nay cũng đã thẩm cảm nha, mà chủ đất người ta đòi dỡ đi nè, đi mướn nhà khác ở nè, nè. Dạ. À, còn dỡ ra không? Dạ, dỡ mà cứ dỡ lên thoải mái vậy không sao đâu. Rồi, cả nhà xem nè, từng tuổi này rồi mà. Đây cái chuồng mèo. Gì nè cả nhà? Bữa mấy anh thợ nó làm giùm cho bà cái chuồng mèo. À, thế hả bà? Rồi đi chỗ đi Hồ Ngơ nó chở vô, rồi chở ra lại, biết chưa? Còn qua đây che đại cho nó núp, nó để mười mấy con mèo con đó. Ủa, cái chỗ này là bà để mèo trong này hả? Ờ, cho mấy bữa mèo con á, trời mưa bà cho nó ngủ trong này. Bà cũng mua cá rồi cho nó ăn thấy đầy đủ quá ha. Đó. Cái kia là cái bình hay gì vậy bà? Bình điện hả? Bình điện thằng kia nó cho. Vậy là buổi tối bà đâu có lủi vào đây bà ngủ đúng không? Bà không có ngủ đây, bà ngủ ở chỗ nãy á. Dạ. Chỗ đây, đây là bà chỉ cho những chú mèo ở đây thôi. Đúng rồi, nhốt mèo con thôi. Ủa, chú đáo quá ha. Ờ, sợ nó chạy đi ra xe cán đó. Đó. Bà... Còn cái cây này á, cây này cái chủ cái công cái nhà kho này đội chặt. Nhưng mà chưa chặt. À, biết chưa? Dạ. Ủa rồi, chặt bà... rồi thì bà không có trú đây nữa, phải bà kiếm chỗ bà đi. Bà nấu cơm nó đâu sao bà? Đó. Dạ. Nấu cơm buổi sáng buổi chiều chút nữa phát cho mèo quen nữa kìa. Ủa? Mèo ngoài đường nữa. Là bà nấu cơm cho mấy chú mèo ở ngoài đường nữa hả? Đúng. Còn có mấy chú mèo quen bữa nào cũng đem cơm cho nó ăn á. Là buổi tối là bà nấu ngay chỗ này hả bà? Đúng rồi. Tại là bà sáng táo trưa gì cũng nấu đại đi. Chùm củi hả bà? Hay chùm gì? Chùm củi. À, trời đất ơi. Đó. Mà mấy dân ở đây thông cảm không nói á, biết bè rồi không có nói. May mà bà dựng dựng cái chòi ngay cái cây mận ha, có trái này. Đây nè, cái trái đó, chục trái. Biểu mấy đứa nó hái nó ăn mà nó chưa hái. Mận này ngọt không bà? Nó rụng miết à. Cái mận này có ngọt không bà? Cái mận này á là của cái kho này. Dạ. Mà nó đòi chặt, nó thấy bà ở nó không muốn cho bà ở nữa, nó đòi chặt. Dạ. Rồi bà chưa biết bà đi đâu, ở lén ở Thúy à. Dạ. Không ngờ ở Thúy luôn hả bà? Ờ. Không ngờ gặp cháu định đó. Nếu mà nó chặt rồi á thì xuống dưới kia núp tiếp. À, có nghĩa là mình đi kiếm ở chỗ khác mình té túc tiếp. Đúng. Tại vì mình đi lang thang với mèo mà. Bây giờ có mướn nhà nữa nó đâu cho đem theo. Mèo nè cả nhà. Ủa nãy giờ núp dưới này quá trời luôn không thấy nè. Đây nè. Trời ơi. À. Dễ thương chưa? Mấy chú mèo đây mà được tắm rửa sạch sẽ hàng ngày là cũng thơm tho lắm nè. Bè mới tắm 2-3 ngày đây là nó hôi lại á. Dạ. Ờ, tắm hoài à. Đây. Nó tắm đây nó sạch sẽ nó. Rồi nó tắm, nấu nước sôi đồ tắm mà không có rảnh. Dạ, đây nằm ngủ ngon lành vậy nè. Nó chết hết mấy con rồi. Dạ. Đi sao không? Nó bị bệnh hay gì bà? Nó nhiều quá, 2 con nó không đủ sữa cho nó bú á. Dạ. Nó chết hết mấy con rồi. Sao không bà không cho nó uống sữa ngoài? Đó, mấy bữa cũng mua sữa ngào ngoài để nó uống kia, đỡ chưa kịp cắt cái chuột nó móc cái này nó ăn, nó uống hết rồi. À, chuột nó xé nó uống hả bà? Chuột đây trong kho rồi, con này cũng đấy bự bằng mèo con đó. À. Chuột bự á. Bà chú đáo ha, mua cá mua rồi cho mèo ăn nữa. Giờ bà không biết sao, bà cái núp đài, núp thí, chừng nào tao đâu hay tao đó, nó đùi chặt cái cây đây rồi. Ừ. Tại vì nó không có ngủ đây, không giữ đây. Coi 4 giờ sáng là bà dậy, bà lo, bà dỡ ra rồi. Dạ. À, không dỡ 7 giờ rưỡi nó ra, nó chở hàng nè, không có chỗ nó nói. Dạ. À. Bà cháu mình nói chuyện tiếp bà. thì cũng đúng, bởi vì cái chỗ này là cái kho của người ta mà. Đúng rồi. Người ta đưa hàng, đưa ra đưa vô, mình ở đây đâu có được. Mấy cái chú nhân viên ra chở hàng á, bà trưa bà trải chiếu bà nằm đây cho mát á. Cái nó ra nó thấy bà vậy, nó thôi bà cứ việc nằm đi. Nó đi xe nhỏ thì bà cứ việc nằm, còn đi xe lớn bà dịp, thấy chưa? Đó. Nhưng mà bây giờ không biết sao giờ, tính sao giờ, lỡ rồi. Bà tính bây giờ đi bỏ mấy con mèo nữa. Chứ bà mướn nhà thì một mình bà ở trong nhà mướn cũng được thôi, không sao hết đi. Thấy không? Nhưng mà nó không có cho đi mèo vô. Bữa giờ hồn sợ nó đi xung quanh nhiều chỗ lắm. Chỗ nào đòi cho thôi 2,5 triệu không à, đó là một người ở đó. Ừ.
Chỗ còn gia đình đông là 4-5 triệu luôn, chỗ đây nè, cho mướn 4-5 triệu luôn. Dạ. Rồi mua mướn nhà giá cao lắm. Vậy là mong muốn của bà kiếm một cái rẫy nào đó cũng được. Rẻ rẻ một xíu. Thôi là kiếm chỗ miếng đất nào rẻ rẻ nữa, che lên chút. Mình nấp rồi che chỗ cho nó nấp thơ, hiểu chưa? À, vậy là bà muốn có một cái miếng đất là của mình. Đúng. Mình dựng một cái chòi lên. Đúng vậy, ước mơ như đó thôi. Khi đó là mình với những chú mèo đây là sẽ không có bị đuổi nữa. Đúng vậy. À. Mèo quen ở đâu, chị bắt cỡ ở đâu, thấy nó lang thang là bà đem về bà nuôi à. Ừ. Từ hôm giờ bà tốn tiền cung gạo cho nó, biết chưa? Mỗi ngày vậy là kiếm gần cả 100,000 tiền gạo cung á. Ké đồ á. Cõi kẻ mấy con mèo lang thang bà đường kìa. Còn mấy lang thang bà đường còn hai chỗ nữa, chút nữa mượn đem cung cho nó ăn nữa. Vậy là mình, tối nào cũng đem cung á. Mình còn hơi thở là mình còn nuôi. Đúng vậy. Nhưng mà có người thì thấy bè vậy, nói hai ba người khuyên bè. Thôi giờ bà về rồi, bà yếu rồi. Bà phóng sanh rồi, bà đừng nuôi nữa, khổ. Đó. Mà nói cho mình cỡ người ta, mình tự ý mình tu rồi mà mình thương nó. Thương biết sao không? Lỡ mình là lang thang như nó, có ai thương mình không? Thấy không? Đúng vậy, mình nghĩ đó. Kiếp này mình không thương từ bi con vật nào, là kiếp sau mình làm con vật gì đó là không ai thương lại. Đúng không? Nhân quả mà. Dạ. Tại vì học đạo tu rồi. Trước khi bà bán nhà bà đi, bà đem về chùa mơ tụng kinh của bà đó. Bà học đâu phải kiếp này bà học đâu. Truyền kiếp bà cũng đã tu rồi. Truyền kiếp bà sư cô rồi đó. Biết chưa? Cho nên mới có duyên gặp sư thầy thượng tọa đồ để ông biết ông đó chứ. Kiếp này gặp ta cũng như là gặp Phật vậy thôi. Biết chưa? Gặp hòa thượng là gặp Phật rồi. Ông nói vậy đó. Nhưng mà ông nói bữa ông nói ông biểu ông cũng không nói là bán nhà, thôi mày bán nhà mày đi, không nói mà cứ biểu chứ đi đi đừng ở đó, mà ba lần vậy, đừng ở đó, không phải thế giới của mình. Vì sao không? Bà biết rồi mà, luật Phật mình yếu. Bữa đó mình cái nhà ở chỗ trong đó bà ở 4 tháng, tối nào bà cũng đem cái máy niệm Phật đỡ chỗ cửa. Thì không ngờ âm hồn nó xuống nó quậy. Quậy bà ha? Quậy. Đường luồng ở đây xuống 50-60 người. Đường luồng ở kia 5-6 người nó bao quay ngay cái cửa. Hiểu không? Chính vậy bà sợ mà ra mới biểu cái thằng chồng của cháu nè bán, kêu bán dùm cho bà. Nó bán lại nó giấu mà. Mấy hồn mà không lỗ, cái lỗ cũng mệt. Cái biết sao lấy được cái số vốn đó, bà cũng mừng. Đem cái số vốn đó gỡ ngân hàng rồi. Chờ kiếm chỗ khác để mua. Dạ. Nhưng mà kiếm chưa có. Dạ. Nghĩa chưa? Coi như cái nhà bán 1,8 tỷ. Thì nó tan nát hết nữa. Do kiếm đất kiếm đồ ở miền á. Dạ. Rồi lang thang nó cái xong cái đầu dịch, đợt dịch đi rồi đi mướn nhà tùm lum tài le rồi tốn tiền gần hết còn có nữa. Hiểu chưa? Mà còn nữa để chờ kiếm chút đất để ở. Tại. Hồi xưa bà bị là ở gần nghĩa địa, nó nhập vô người sống á. Nó quậy, nó không có cho ăn ngủ, biết chưa? Phải trốn á. Thậm chí nó muốn đồ nhảy xuống biển nó chết nữa kìa. Dễ sợ chứ trời. Ồ. Bà sợ quá. Đó là thằng chồng mà. Bà không dám ở nghĩa địa. Nên biết á, rồi ở gần nghĩa địa nó nhập vô. Dạ. Nó quậy mình. Là bà nói rằng là cái lực của mình yếu, mình không lực có dám mình ở. Yếu, đúng không? Là mình tu chưa tới hả bà? Chưa đúng tu, vậy, chưa mình Phật tử mà mình, mình thần thông quảng đại như Phật đâu. Dạ. Ngàn cái nghĩa địa đó coi như kiên cố, từ giống như nhà lầu đây kiên cố từ bao năm rồi. Dạ. Mà chỗ nào cũng đẹp lắm, thánh giá luôn lên đẹp lắm. Dạ. Mà trên cái đường đó biết đường Quê Quỳnh Phương không? Biết không? Dạ biết. Ừ, vậy là biết rồi đó. Chỗ đó mình làm sao mình ở nổi. Có dạ. Chùa đâu mình ở. Mình ở gần chùa mình mới nhờ thầy rồi gia hộ cho mình chứ, luật Phật chứ. Vậy thì sau khi mà Nhân đăng tải video này lên á, sư thầy nào mà đang ở một cái khuôn viên rẫy núi hay là có được một cái không gian rộng thì là rộng á, thôi nhường lại cho bà một góc ha. Đúng vậy, có không? Ở gần chùa.
có không? Dạ con chưa biết. Để. Vậy hả? Thì để con sợ không có. Con đăng tải lên này, các sư thầy thấy sư thầy giúp. Nếu có phước rồi cũng thì được. Nếu còn phước rồi. Chứ nhưng mà giờ... đụng lên dốc bà là bè liền không mở luôn nè, chung cẩn mà. Dạ con biết rồi. Bè để... vô đúng rồi. Để con hỏi thử. Thấp thấp ở dưới rồi, gần chùa cũng rồi. Bởi vì sẽ có những khuôn viên chùa rộng. Ở trước trên đất lọc cũng gần chùa, nhưng mà sau đó rảy người ta gần nghĩa địa. Dạ. Bà không dám lên. Bà thấy nghĩa địa cho nên bà sợ. Không dám ở. Gần nghĩa địa bà không dám lên đâu. Ừ. Nên em đã biết nó để kiếm chỗ nào. Nhưng dạ. Mà giờ kiếm mất chiều mua hết tiền. Có nghĩa là bây giờ bà không dám mua những cái mảnh mà khoảng cỡ nhiều tiền. Bởi vì khi mà mua nha, thì ví dụ hết tiền, không có tiền cho vừa rồi là 1 tỷ 8. Dạ. Thì mới có 2 năm mà tan hết nữa rồi. Giờ mua đất, mua đồ còn trông giống một đất, cái lô đất 500 triệu ở trên đó. Ừ. Còn ở trong ngân hàng 900. Ừ. Nhưng mà ở dưới kia nó giới thiệu, nó thấy dưới đó nó thôi bây giờ bà mua 900, nó bán cho cái chỗ mày gần núi một á. Rồi bây giờ mua 900 thì tiền đâu nữa tiền mà. Đâu nữa. Mua rồi hết tiền lấy về bà mua gẹo bà ăn. Hiểu chưa? Bà đâu dám ừ. Dạ. Nó giới thiệu với chợ, nó giới thiệu cái nhà chỗ nó một mà biết không? Nếu gần mà... gần đế rồi nó tấp xuống theo ở. Nếu mà bà mua tầm khoảng cỡ 250 triệu thôi. Đúng. Xong rồi bà dựng một cái chòi nhỏ nhỏ. Cỡ 200, cỡ 300 trổ xuống đi. Ừ, vậy thôi. Còn nhiêu để mua gạo đồ ăn. Dạ, con thấy nuôi thân về đau bệnh đồ. Mà bà mong muốn là bà ở gần chùa hơn. Nếu có duyên được thì càng tốt. Được chưa? Thì ngày xưa bè đi chùa đi đồ mà. Dạ. Cái đó tùy thuộc vào cái duyên nữa bà. Cái biết sao không? Bè hồi đó mẹ bè ở đây nè, còn sống bè gọi nhà bà đi chùa miết vô trong Sài Gòn luôn. Mày biết sao không? Vậy mà có duyên gặp cỡ như Phật tử như cỡ như cháu nè. Tự nhiên thấy có duyên cái ngồi xe còn từ thiện tiền cho bè nữa kìa. Đi đâu có ở Hòn Sọ đây nè, đi đâu ai cũng cho tiền hết. Vậy là mình có căn tu mà phải không? Vô dạ. Giống như con phước nuôi mèo nè. Thiên dạ. Thần hộ. Dạ. À. Vậy thì vì sao bà lại sợ nghĩa địa nữa? Có những chú mèo hộ đây rồi bà sợ nghĩa địa gì nữa? Ô trời ơi, nghĩa địa mình bảo vệ nó không được. Dạ. Hoặc bảo vệ chúng sanh chưa được rồi mắc mới gì mình bảo vệ chúng mèo. Mình phải có niềm tin lên chút nữa chứ. Biết rồi, nhưng mà thì bây giờ đang khổ nè. Dạ. Bà có phước á. Là đi gặp Tây Việt Kiều đồ cho tiền miết à. Dạ. Có thằng Tây nè, chỗ ba đứa con nó với vợ đi nè, thấy thằng Tây đó không? Dạ không. Nó đi ngang cái kêu, chào ba. Nó nói tiếng Việt rành lắm, chào ba. Còn thằng Tây Việt Kiều đồ cho tiền luôn, cho 500 luôn, rồi cho gạo luôn. Thôi bây giờ bà, câu chuyện của bà nãy giờ chia sẻ thì cũng biết rồi. Thì cũng biết rằng là bây giờ bà sẽ sắp dựng cái chỗ ngủ của bà rồi. Thôi bây giờ con phụ bà dựng đi. Đi chứ bây giờ ngồi nói chuyện nữa, lát nữa nó khuya là... Rồi bà lấy tấm nào bà, tấm nào đâu. Nếu rảnh cháu có duyên thì cháu cứ việc tới đây. Đây, giờ lo cái việc này nè. Lo rồi, cái việc dựng cái bạc nữa. Không sao. Thôi cháu cứ đi đợi bà lo. Để con xem thứ là bà dựng như thế nào. Con rồi, phụ lên cho. Rồi. Xem nữa là hàng ngày là bằng đêm là bà sẽ làm như thế nào đấy. Đó, đâu có sale đâu. Này. Tắm nào đây ha. Sợ mất thời gian cháu thôi. Khoan, từ từ để cho nó lộn nha. Đó. Nó lộn đường dây. Đúng rồi. Gắn lên đó đi. Đó, kéo thẳng về đi. Khoan bà ấy xong rồi kéo que cho nó vừa. Vậy là bà cột cái đầu bên đó trước phải không? Rồi đó kéo que. Kéo căng ra đúng không? Rồi. Thế này được chưa bà? Khoan đi nấu quen chút cho bà ấy. Nấu quen chút không? Rồi, được rồi. Đó. Dạ, vậy đây là được chưa con biết không? Cột nè. Đó rồi. Ở lén gì mà mấy cái nhọn quyền nó thương chứ nó không thương là nó đuổi rồi, hiểu rồi, chưa? Vậy là xong một cái chỗ ngủ. Đúng vậy. Còn ban ngày thì bà nằm dở sao? 4 giờ sáng bà dở ra. Không, ý là ban ngày á bà ngủ đâu, buổi trưa bà ngủ đâu? Ban ngày á? Hả? Ở đây. Trải cái tấm gián nằm đây nè. Trời đất ơi. Ừ.
Trời ơi, chỗ này mát lắm. Có nghĩa là cuộc sống phong trần vậy đó luôn. Đúng vậy. Còn không mà muốn vô mấy cái chỗ cái nấp mà phiền ta không có vô. Mấy bữa bà mướn nhà trong kia nó đuổi ra thì mấy tháng trời bà ở ngoài đây vậy á. Dạ. Còn ở cái lô đất trong kia thì nó cất nhà nó đuổi ra không có núp được. Núp ở trong đó nó kín hơn. Dạ. Tôi không ngờ tôi gặp cái người kia, cái bữa cái chú kia cũng bằng chú vậy. Dạ. Mẹ nói sổ que cái xong cái nó đi mất à. Kêu nó nói nó mất công việc cái nó không tới. Dạ. Đúng một lần thôi bà ha. Hả? Gặp đúng một lần thôi. Gặp con lần à, mà có phải làm ông không biết nữa. Con mới gặp bà lần đầu mà. Vậy hả? Chú đó cũng bằng chú vậy. Mẹ nhưng mà đẹp trai bằng con không? Hả? Đẹp trai giống con không? Đẹp trai. Phải không? Mày nói có bạn ở trong cậu bóng á. Bữa hẹn kêu thằng bạn kêu nó ra mà nó không ra. Con có phải người Nha Trang đâu mà... Cho đâu? Bí mật. Tự nhiên bí mật hả? Bí mật. Con có phải người Nha Trang đâu? Không có phải người Nha Trang chứ ngồi ở đâu? Khánh Hòa. Khánh Hòa là đúng. Khánh Hòa là đúng. Dạ nhưng Nha Trang thì không đúng. Bởi vì Nha Trang là thành phố. Thành phố. Vậy Khánh Hòa là Khánh Thành, Cửu Bông, Quận Trẻ. Đúng đó, không? Thì lên quanh mấy cái huyện đó. Dạ. Vậy là bây giờ bà chỉ có một cái ước nguyện thôi là sẽ kiếm một chỗ. Một chỗ mà gần được một cái chùa là cái tâm nguyện lớn nhất của bà. Kiếm mèo, cho mèo đường đó ở. Thôi bây giờ thế này nè, con cũng có... Tại vì có một số khán giả là cháu thấy... có biết cái chùa Giác Mai đây chưa? Dạ chưa. Chưa lên hả? Dạ chưa. Đẹp lắm. Mai mốt lên thử đi, dạ cái đường bờ quốc lộ nè. Con đâu quan trọng chùa đẹp đâu. Dạ hả? Dạ. Quan trọng là người khổ hả? Quan trọng là như thế nào thôi? Nói thiệt tình với cháu á. Nó muốn đuổi chỗ này thì bà bữa giờ bà buồn lắm. Bà cứ niệm trong ruột tìm Phật Bồ Tát không? Cô nay mau đại bị cứu khổ cứu nạn quan đây là bà nói bà niệm Quan Thế Âm lâu chưa, bao lâu rồi niệm đúng cuộc à, là mấy ngày rồi có nhớ lúc nào niệm lúc mấy à, lúc mà khổ buồn quá, buồn là do sắp bị đuổi đi với bà ha. Cứ họ thấy khổ là cái nay mau đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn sao khiến tới đây á. Bà Quan Âm khiến tới đây á. Mấy bữa tìm Phật lên chùa trên núi nữa kìa. Dạ. Mà leo dốc leo lên trên đỉnh á. Dạ. Cái biết sao chùa đẹp lắm. Cái bác tìm thầy quen không thấy, mà thấy ông thầy giống như cái kiểu mà ở xây dựng ở đó, chùa đẹp lắm. Cái ông hỏi gì nè. Để dành câu chuyện của bà để bữa sau con với bà có duyên gặp lại thì nói chuyện tiếp. Còn hôm nay có duyên gặp bà thì con biếu bà ít tiền, bà mua thức ăn cho mấy con mèo giùm con nha. Coi như là con mua đồ ăn cho mấy con mèo. Để phiền cháu rồi mà còn biếu tiền nữa. Ủa, con tới làm phiền bà chứ bà đâu có làm phiền con. Không sao đâu. Không sao đâu. Không sao đâu. Tại vì tùy duyên cháu. Quý lòng nhiều bà ha. Tên gì vậy? Hỏi tên bà mà không nói tên cho bà biết đi. Con tên là Nhân. Nhân hả? Cho số điện thoại có gì cần con kêu được không? Con gửi cho đồ ăn cho mấy chú mèo 500. Dạ, cảm ơn cháu nha. Dạ. Để mai bè mua ké cho cháu. Cho mèo. Cho mèo, dạ. Mua gạo, mua đồ cho nó ăn nè. Hết gạo rồi. Dạ. Cháu có thể là cho bè số điện thoại không? Có gì cần hỏi không? Em hay là cháu nhờ nó có điện thoại nó gọi giùm, nó hỏi. Được không? Ý là hỏi cái việc gì bà? Không, nhiều khi giúp được cái gì không? Thì bè hỏi cho biết thôi. Dạ. Được không? Dạ được. Rồi, cho bè số điện thoại vậy. Bây giờ con đọc luôn nha. Bây giờ con đọc luôn nè. Đợi bà lấy miếng viết chứ bà quên không, thôi để một xíu con ghi lên cái thùng kia cho. Thôi bà đem thùng ra ghi nè, có viết không? Dạ không. Không hả? Dạ. Chừng nào ghi. Chừng nào ghi bà cũng có chuẩn bị viết ở đây. Bà cứ yên tâm đi, xíu con ghi cái nhà cô bên đây nè, con ghi xong con mang qua lại cho. Rồi. Dạ. Hồi nãy nói tên gì quên rồi. Tính ra là bà cũng thiệt tình theo cả nhà, bà nói là bà không phải là không có tiền. Bà nói là bà có tiền nhưng mà có rất là nhiều những cái nỗi khổ trong cuộc sống mà bà phải như thế này. À, chứ không phải là bà không đúng có vậy. Tiền. Nếu như mà bà thật sự là bế tắc trong cuộc sống, khó khăn trong cuộc sống thì con sẽ giúp thêm nhiều nữa. Nhưng mà bây giờ bà cỡ cho nghe, bà khỏe á, bà dạ. Đi lên núi xung quanh núi đây nè. Dạ. Bà đi suốt ngày hai lé về bán á. Dạ. Cũng nuôi mèo nhưng mà họ đó khỏe rồi, đi chung cẩn đi cũng nở. Dạ, và hy vọng rằng là sau cái video này nhanh đăng tải lên á thì bà sẽ tìm được một cái nơi mà gần được một cái ngôi chùa ưng ý, sau đó dựng một cái
cái nhỏ cái chỗ nhỏ lên. Tùy duyên chú, chú cháu giúp được bà cái gì bà giúp, bà không có cần đòi hỏi gì hết đó. Tùy dạ, duyên thôi dạ, nha. Dạ, tùy duyên. Nếu có phước được thì càng tốt hơn, dạ. Đâu sao đâu. Dạ rồi. Dạ. Bạn hồi xưa bà tu Phật mà. Dạ. Bà đọc kinh làm chỗ cửa sổ. Ừ. Đầu Phật gì ché quen ngay cửa sổ luôn. Đi chưa? Dạ. Hồi xưa bà nổi tiếng rồi. Chèo ghê nè, chèo ghê ra rước khách tay vô bờ á, biết không? Vậy là nó quay phim bè nhiều không? Bà là bà cụ chèo ghê. Hả? Bà là bà cụ, bà lão chèo ghê. Ờ. À, thấy chưa? À thôi, bữa sau bà cháu mình nói chuyện tiếp. Thì nhưng mà cháu phải hẹn cho bà biết bà ở nhà bà chục ở chỗ đây đúng không? Hay ở chỗ nào? Dạ không, duyên, tùy duyên bà. Tùy duyên hả? Phật dạy rồi là tùy duyên. Vậy là không hẹn không? Không có hẹn ngày. Không hẹn ngày giờ gì cả. À. Thì ngày hôm nay cần thì cháu ghi tên cháu, số điện thoại. Dạ rồi. Đó cần thì bà mượn mấy đứa nó gọi hỏi. Rồi rồi. Thấy chưa? Rồi con biết rồi. Rồi cháu muốn gì thì cháu nhắn lại cho bà. Được sự chia sẻ của khán giả cho nên là Nhân mới biết bà đang sống cùng với là rất nhiều cưu mang, rất là nhiều những cái chú mèo rất là đáng thương ở đây cả nhà. Và câu chuyện của bà thì chắc có lẽ là sắp tới á, thì sẽ còn rất là dài để mà chúng ta có thể chia sẻ tiếp. Và ngày hôm nay thì Nhân ghé thăm bà thì để hỏi thăm nè, rồi biết được cái cuộc sống của bà trước kia và bây giờ nó như thế nào. Thì bây giờ thì cũng muộn rồi, Nhân để bà cùng với là những chú mèo ở đây nghỉ ngơi. Và hy vọng rằng cả nhà xem video này thì đừng quên là ủng hộ Nhân. Và đừng quên là Nhân hiện tại á, là đang bán những cái sản phẩm về trầm hương nữa nha cả nhà. Vòng trầm, chuỗi trầm, nhang trầm, trầm nụ, trầm cảnh và tất cả những cái loại sản phẩm về trầm thì hãy liên hệ để mà được tư vấn và sở hữu những cái sản phẩm trầm cực kỳ chất lượng. Thì mọi người hãy gọi vào cái số điện thoại ở trên màn hình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye. Xin chào.